Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của toplist.vn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì trẻ em là một trong những đối tượng được bảo vệ và lưu ý đặc biệt. Đây cũng là đối tượng không nắm được nhiều về tình hình dịch bệnh và cách phòng dịch đúng đắn. Do vẫn còn quá nhỏ nên việc phòng tránh dịch Covid-19 ở trẻ phụ thuộc phần nhiều vào người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù Bộ Y tế đã triển khai những dự án chuẩn bị tiêm phòng cho trẻ, tuy nhiên điều này không thể thực hiện ngày 1, ngày 2. Vậy, làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ khi chưa được tiêm vaccine COVID? Dưới đây là những phương pháp cơ bản để các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được để bảo vệ con mình trước virus và biến thể của chúng. Top 5. Thường xuyên vệ sinh thân thể trẻ nhỏ. Phải thường xuyên vệ sinh thân thể là biện pháp đầu tiên để có thể giúp cơ thể trẻ nhỏ sạch sẽ, tránh sự đeo bám của virus trên cơ thể. Trẻ em thường rất hiếu động và thích nghịch ngợm, nên các bậc phụ huynh cần lưu ý phải thường xuyên vệ sinh thân thể cho bé liên tục để tránh sự xâm nhập của virus từ môi trường vào cơ thể. Kèm theo đó là việc nhắc nhở trẻ phải thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây và cách 15 phút một lần. Hướng dẫn trẻ cách súc miệng, họng bằng nước súc miệng sau khi đánh răng và tránh để tay bẩn tiếp xúc lên mắt, mũi và miệng. Top 4. Tạo cho trẻ môi trường sạch sẽ. Ngoài việc vệ sinh thân thể trẻ nhỏ thì vệ sinh môi trường và tạo cho trẻ một môi trường sạch sẽ cũng là điều vô cùng quan trọng. Virus rất dễ lây lan và bám trên cơ thể trẻ nhỏ khi chúng tiếp xúc với những vật dụng trong nhà, từ sofa, ghế ngồi, đệm đến những đồ chơi trong nhà của trẻ. Trong thời gian dịch bệnh, các bậc phụ huynh nên tranh thủ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh tất cả những vật dụng này để đảm bảo vệ sinh. Top 3. Hạn chế cho trẻ tập trung nơi đông người. Hạn chế đến nơi đông người là việc làm cần thiết phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. Hiện tại thì các trường học, mẫu giáo đều đã cho nghỉ học để tránh dịch, nên nếu có phải di chuyển ra ngoài thì các bậc phụ huynh cũng nên bảo vệ bé bằng việc đeo khẩu trang đúng cách và tránh tiếp xúc trực tiếp với những người có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp, ho, sốt, khó thở. Nhiều bố mẹ cho rằng mình đã được tiêm vaccine nên thoải mái ra ngoài và cho trẻ em theo cùng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ vô tình nhiễm virus mà bố mẹ cần lưu ý. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên cân nhắc có nên cho con mình tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, tập thể dục ngoài trời hay không. Nếu có, cần phải tham gia ở những địa điểm đảm bảo an toàn hoặc được tổ chức một cách có tổ chức và được bảo vệ sức khỏe tuyệt đối. Khi tham gia những địa điểm này, nên hướng dẫn trẻ cách tránh dịch như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi và không khạc nhổ bừa bãi. Top 2. Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ là cách để tăng cường những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, ăn chín uống sôi và quan trọng là cấp đủ nước cho cơ thể trẻ. Phụ huynh cũng nên bố trí thời gian ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi khoa học cho trẻ để đảm bảo sức khỏe. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, việc tăng lượng sơ, vitamin, đặc biệt là vitamin C, D, qua rau xanh, hoa quả tươi là rất cần thiết, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Vitamin C có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, cần thiết cho các tế bào miễn dịch lipo T và bạch cầu, từ đó làm tăng chức năng của hệ miễn dịch. Trong khi vitamin D là thành phần không thể thiếu vì liên quan đến việc tăng cường các chức năng của hệ miễn dịch, tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh trong con người. Song song đó, các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, silen, magie và probiotic là những vi chất cần được bổ sung để tăng cường hệ miễn dịch. Top 1. Chăm sóc sức khỏe tốt khi có dấu hiệu nhiễm bệnh. Cuối cùng, nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, gia đình cần thông báo ngay cho các cơ quan y tế, đồng thời thông tin chính xác về biểu hiện và lịch trình di chuyển trong thời gian gần nhất để có phương pháp hỗ trợ kịp thời. Phụ huynh cũng cần lưu ý đến vấn đề tâm lý của trẻ nhỏ khi xuất hiện những triệu chứng giống như COVID. Các bé sẽ dễ hoảng loạn, lo sợ cũng như gặp các vấn đề về tâm lý khác. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể ở bên trẻ, chia sẻ và động viên trẻ những khi cần thiết. Các bạn vừa xem xong video top 5 cách bảo vệ trẻ nhỏ khi chưa được tiêm vaccine COVID-19 mà các bậc phụ huynh cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe và an toàn của con cái mình trong mùa dịch. Nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay, đừng quên like, comment và đăng ký kênh của chúng mình để xem những nội dung thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!